Bóng đá V-League 2023, trận cầu áp chót giai đoạn 2, các đội đua trụ hạng gặp nhau. Giai đoạn 2 của nhóm tranh trụ hạng V-League 2023 đã tạo nên một trùng hợp thú vị với ba đội câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Đà Nẵng và câu lạc bộ Bình Dương đều có cùng 11 điểm. Tất cả đều đang đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Lần lượt, họ sẽ chạm trán ba đội đá trụ hạng thành công là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Khánh Hòa. Các trận đấu này diễn ra cùng lúc 17 giờ. Tại sân Pleiku, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đón tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu chơi công hiến, đẹp mắt để tri ân người hâm mộ phố núi. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ở V-League 2023. Dưới sức ép rớt xuống nhóm tranh trụ hạng, thầy trò huấn luyện viên Piatek đã thi đấu quyết tâm và thắng liên tiếp cả 3 trận trước đó. Trước thềm trận đấu này, Trần Minh Vương và các đồng đội hứa hẹn cố gắng giành trọn 3 điểm trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trên chiều ngược lại, thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành coi trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai như trận chung kết, bởi nếu thắng được đối thủ này, cửa trụ hạng sáng sủa hơn với đại diện bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dựa vào dàn ngoại binh như Mansaray, Brandon Lucas, Hoàng Vũ Samson và thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang với hy vọng đạt kết quả tốt. Đội khách từng hòa đối thủ này ở giai đoạn 1. Trận đấu giữa câu lạc bộ Đà Nẵng và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ diễn ra tại sân Hòa Xuân. Câu lạc bộ Đà Nẵng đang tìm kiếm cơ hội từ đối thủ đang có phong độ kém là Sông Lam Nghệ An. Đội chủ nhà buộc phải thắng để cạnh tranh vị trí trụ hạng cùng hai đối thủ khác. Các cặp đấu này hứa hẹn mang đến những trận cầu kịch tính và hấp dẫn cho người hâm mộ.